Chiều nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chính sách hỗ trợ sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo nghị quyết số 68 của Chính phủ và quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Theo đó, đối với chính sách cho vay trả lương ngừng việc, người sử dụng lao động được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội với lãi suất 0%, đồng thời không phải bảo đảm tiền vay để trả lương người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022. Chính sách cho vay trả lương phục hồi sản xuất, người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022 khi quay trở lại sản xuất kinh doanh với lãi suất 0%, thời hạn vay vốn đều dưới 12 tháng. Phát biểu tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị từng tổ chức cá nhân cần nâng cao trách nhiệm nhanh chóng triển khai nghị quyết định trên để cho các đối tượng được hưởng chính sách sớm nhất. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh hướng dẫn thực hiện chính sách một cách hiệu quả nhất trên địa bàn tỉnh.